kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các tin chính sau đây. Bí ẩn kho vũ khí Bulgaria khổng lồ của phiến quân Aleppo. Máy bay Tu-154 của Nga lao xuống biển với tốc độ hơn 500 km/h. Ông Obama hay Trump sẽ chiến thắng nếu cùng chạy đua vào tòa bạch ốc tình cảnh một nước hai vua của Hoa Kỳ. Tin Anh Quốc đã bắt được nhiều người Việt Nam trong tiệm làm móng tay và sau đây là phần mở đầu với điểm tin thế giới kính thưa quý vị. <laughs> Truyền thông Trung Quốc giận dữ vì lầu ảnh hàng không mẫu hạm tối mật. Truyền thông Trung Quốc đã nổi giận với một hãng tin của Nhật Bản vì đăng tải các bức ảnh về một hàng không mẫu hạm của quân đội Trung Quốc đạt đường đóng tại cảng Đại Liên, cho rằng việc này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Trong một bài bình luận trên trang nhất, thì Nhật báo Quốc phòng quốc gia Trung Quốc cho hay các bức ảnh độ phân giải cao cho thấy các giàn giáo và cầu trục cao ngất vây quanh và một lời cảnh tỉnh đối với Bắc Kinh để bảo vệ các bí mật quân sự tốt hơn. Bắc Kinh từ lâu đã giữ bí mật dự án hàng không mẫu hạm và sự tồn tại của nó chỉ được xác nhận hồi năm ngoái. Kyodo trước đó đã công bố các bức ảnh hai tuần trước, nói rằng họ nhận được ảnh từ một nguồn tin giấu tên và được chụp vào cuối tháng 12. Đây là hàng không mẫu hạm duy nhất hiện do Trung Quốc tự đóng và sẽ gia nhập hải quân cùng tàu sân bay của Liêu Ninh, được cải tạo từ một tàu cũ mua lại của Ukraine công tác chế tạo hiện đã gần hoàn thành, theo như Kaido. Cả Kaido và Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên. Luật pháp Trung Quốc cấm chụp ảnh các khu vực quân sự. Hồi năm ngoái, thì bốn công nhân Nhật Bản đã bị bắt vì bị tình nghi làm gián điệp và Kaido tuần trước trích dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay một trong số đã phải ra tòa ở Bắc Kinh. Trong bài bình luận, Nhật báo Quốc phòng Quốc gia nói rằng các tiến bộ về công nghệ như các camera tinh vi hơn và sự xuất hiện của các máy bay do thám đã gây ra các thách thức đối với những người bảo vệ các bí mật quốc gia. Bí ẩn kho vũ khí Bulgaria khổng lồ của phiến quân Aleppo. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Nga là Maria Zakharova đã bình luận về tin tức của giới truyền thông về việc tìm thấy kho vũ khí Bulgaria lớn nhất ở Aleppo. Sau khi giải phóng thành phố Aleppo, lực lượng rà phá bên mình của quân đội Nga đã phát hiện được rất nhiều kho vũ khí lớn nhỏ của phiến quân đối lập và khủng bố El Nusra cất giấu trong thành phố. Bị chúng bỏ lại sau khi buộc phải đầu hàng và rút về tỉnh Idlib, chỉ riêng ở một khu vực nhỏ đã tìm thấy ba xe tăng, hai khẩu pháo, hai dàn tên lửa phóng loạt và vô số các súng cối, pháo tự chế. Phát hiện bảy kho lớn đạn dược đủ trang bị cho vài tiểu đoàn bộ binh, cũng như rất nhiều tài liệu liên quan đến nguồn gốc của vũ khí. Đặc biệt là có một kho tàn trữ với số lượng lớn vũ khí có xuất xứ từ Bulgaria. Đặc biệt nữa là có hàng chục hợp đạn pháo phản lực nhiều nồng 122mm cho các hệ thống MLRS, BM-21 Grad và đạn 73mm cho súng chống tăng và lựu đạn 40mm cho súng phóng lựu đạn chống tăng hơn nữa, thì quân đội Syria đã tìm thấy thêm 2 triệu viên đạn cho súng máy hạng nặng và 4.000 đạn tên lửa cho MLRS Grad. Sau khi tham chiếu các tài liệu đi kèm, họ đã tìm ra tên các nhà sản xuất và công ty xuất khẩu của Bulgaria. Đại diện của Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhở các nước hãy thận trọng trong các quyết định bán vũ khí của mình. Vũ khí không phải là dài cao gót, mà là những sản phẩm gây chết người. Vì hám lợi và sự buông lỏng quản lý, mà biết bao dân thường Syria đã bị thiệt mạng. Quan hệ giữa Thổ và Hoa Kỳ dậy sóng vì cú đâm sau lưng Phía Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo gay gắt Hoa Kỳ đã thay đổi lập trường trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố trong đó có IS. Mối quan hệ giữa Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nổi sóng khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan vừa lên tiếng tố cáo liên quân do Mỹ dẫn đầu đang hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố ở Syria trong đó có cả nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua, 27 tháng 12 tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đang ngấm ngầm hỗ trợ cho các nhóm khủng bố. Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nói gì? Lúc đầu, họ nói rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống IS tới cùng. Nhưng sự thật, họ lại cáo buộc chúng tôi hỗ trợ IS. Và giờ chính họ còn ủng hộ cho các nhóm khủng bố như IS, YPG, PYD. Điều này là rõ ràng và chúng tôi có bằng chứng xác thực bằng hình ảnh và video. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn lên tiếng chỉ trích liên quân Mỹ không giữ đúng cam kết trong cuộc chiến chống IS. Đáng tiếc là lực lượng liên quân đã không giữ lời hứa của mình. Họ đã hứa nhưng họ giờ lại đang ở một lập trường khác. Nhưng bất kể họ có giữ lời hứa hay không, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục trên con đường của mình với quyết tâm cao. Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của ông Erdogan, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là Mark Turner đã khẳng định lời buộc tội này là hết sức phi lý và vô căn cứ. Thành thật mà nói, cáo buộc này thật lố bịch và không có cơ sở. Tôi không nghĩ bất kỳ ai khi chứng kiến hoạt động quân sự của Liên quân do Mỹ dẫn đầu tại miền Bắc Syria, Iraq lại có thể nói gì hơn ngoài việc thừa nhận chúng tôi đang 100% góp phần đánh bại và tiêu diệt IS. Tổng thống Philippines dọa ném quan chức tham nhũng từ trên trực thăng. Tổng thống Duterte vào ngày 27 tháng 12 tuyên bố các quan chức tham nhũng tại Philippines có thể sẽ phải chịu chung số phận giống như các nghi phạm bắt cóc mà ông từng ném từ trên trực thăng đang bay xuống đất khi ông còn giữ chức thị trưởng thành phố Davao trước đây. Nếu các ông tham nhũng, tôi sẽ bắt các ông lên một chiếc trực thăng và tôi sẽ ném các ông xuống đất khi máy bay trên đường về Manila." Tổng thống Duterte nói trong bài phát biểu tại tỉnh Camarines Sur, Philippines vào hôm 27 tháng 12, khi ông đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Nina vừa qua. Nhà lãnh đạo phi sau đó đã kể lại một vụ việc mà ông trực tiếp tham gia khi còn là thị trưởng thành phố Davao ở miền Nam Philippines. Khi đó thì những kẻ phạm tội đã bắt cóc một công dân Trung Quốc và tra tấn giả mang nạn nhân, ngay cả khi cha mẹ của người này đã trả xong tiền chuộc. Tổng thống đứa đã theo dõi các đối tượng này, sau đó đưa chúng lên trực thăng để xử phạt. Cụ thị trưởng Davao đã yêu cầu phi công điều khiển trực thăng tới một độ cao phù hợp, sau đó đẩy nghi phạm bắt cóc xuống đất. Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống đứa tiết lộ những thông tin gây sốc về cách ông trừng phạt các nghi phạm. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, thì ông đứa T thừa nhận đã đích thân tiêu diệt 3 nghi phạm bắt cóc khác trong cuộc giao đấu ở Davao. Sau khi thông tin này được công bố, thì cao quỹ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền là Zairat Al Hussein vào ngày 20 tháng 12 đã hối thúc Philippines hãy mở cuộc điều tra đối với Tổng thống Duterte về cáo buộc giết người này. Kính thưa quý vị. Máy bay tu 154 của Nga lao xuống biển với tốc độ hơn 500 km/h. Chiếc máy bay xấu số Tiju-154 của Bộ Quốc phòng Nga có thể đã lao xuống biển với tốc độ 510 km h sau khi nỗ lực nâng máy bay bất thành. Hãng tin TASS dẫn nguồn thực thi pháp luật cho biết. Hãng tin TASS đã dẫn nguồn tin từ lực lượng hành pháp vào ngày 27 tháng 12 cho biết chiếc Tiju-154 đã rơi xuống biển với vận tốc 510 km h khi phi công thu phần cánh tà lên vị trí ban đầu để giúp tăng lực nâng của máy bay khi cất cánh. Nguồn tin nói rằng phần mũi của máy bay lúc đó đã chết lên quá cao khiến máy bay mất lực nâng. Đây có thể là nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng máy bay rơi là do kết hợp từ nhiều yếu tố. Hãng tin Interfax đã dẫn nguồn thảo tin vào ngày 27 tháng 12 cũng cho biết, dựa trên phân tích đoạn hội thoại cuối cùng của cơ trưởng sau khi trích dẫn dữ liệu từ hộp đen đầu tiên, thì các nhà điều tra Nga cho rằng trục trặc ở cánh tà có thể là nguyên nhân khiến chiếc Tu-154 của Bộ Quốc phòng nước này rơi ở Biển Đen vào hôm 25 tháng 12. Trong đoạn ghi âm, thì cơ trưởng máy bay được cho là nói rằng chết tiệt, cánh tà, chỉ quy chúng tôi đang rơi. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thời điểm hiện tại chỉ nói rằng dữ liệu thu thập được cho phép khoanh vùng hẹp hơn nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, thì Bộ trưởng Giao thông Nga là Maxim Sokolov nói rằng hợp đen tìm kiếm được chỉ gồm các thông số kỹ thuật của máy bay, không có dữ liệu ghi âm buồn lái kính thưa quý vị. Gần 100 du khách Trung Quốc ẩu đả an ninh sân bay Nhật. Khoảng 100 du khách Trung Quốc đã ẩu đả với nhân viên an ninh ở sân bay New Shito thuộc Hokkaido của Nhật Bản, theo như tờ South China Morning Post đưa tin. Các du khách Trung Quốc đã tỏ ra không hài lòng khi sân bay New Shito ở Hokkaido quỷ bỏ 280 chuyến bay do tình trạng thời tiết không tốt, tuyết rơi dày đặc nhất trong vòng 50 năm qua ở khu vực này. Video phát sóng trên kênh tin tức CBS News của Nhật Bản cho thấy, các du khách, nhân viên sân bay và cảnh sát đã xảy ra sâu sát với nhau. Video này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây nên nhiều tranh cãi. Đa số các người xem đều nhận xét du khách Trung Quốc bất lịch sự và hung hăng khi có những hành động như vậy. Theo thông tin từ phía cảnh sát, không có ai bị bắt giữ, hai du khách đã được đưa đến một bệnh viện gần sân bay sau khi vụ việc xảy ra. Theo một bình luận trên trang web 65.com thì vụ ẩu đả bắt nguồn từ việc các du khách Trung Quốc cho rằng sân bay Nhật Bản đã phân biệt đối xử với họ, bởi chỉ có các chuyến bay đến Trung Quốc bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết mà thôi. Liên quan đến vụ tấn công ở Đức, người dân Anh quyên góp ủng hộ thân nhân của người tài xế tại châu Âu người dân Anh đang phát động một đợt quyên góp từ thiện để ủng hộ thân nhân của tài xế người Ba Lan là Lucas Yu, nạn nhân đầu tiên của vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Berlin Đức hôm 19 tháng 12, do nghi can người Tunisia Anis Amri thực hiện, khiến 12 người chết và 56 người bị thương. Tài xế Lucas Yu, 37 tuổi, đang trên đường chở hàng đến cho công ty Tises Group tại Berlin, đã bị Anis Amri tấn công bắn bị thương và cướp xe. Lucas sau đó đã qua đời do vết thương quá nặng. Kẻ tấn công Anis Amri đã lái chiếc xe tải cướp được, lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở trung tâm Berlin. Sau 6 ngày kêu gọi, thì số tiền quyên góp được đã lên đến 200.000 euro. Số tiền này sẽ được chuyển đến gia đình nạn nhân của Lucas Yu tại Ba Lan thông qua Đại sứ quán qua Lan ở Ba Lan ở Vương quốc Anh. Kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại kính thưa quý vị.